chị em, hôm nay Nhiên quay lại với cô bác anh chị em làm cái clip gửi cô bác anh chị em trên không gian mạng. Đó là chiều ngày 14 tháng 4 2021, Nhiên đưa thông tin với cô bác anh chị em là tên đại quý công an tha hóa biến chất đã bị lực lượng công an bắt chiều ngày 14 tháng 4 2021. Đó, tên Lai Chí Thành là tên đại quý công an tha hóa biến chất đang mà làm tại trại giam Xuân Lộc, bị đuổi, bị tước quân tịch, bị đuổi khỏi ngành lực lượng ngành công an. Thì hắn ta không chịu dừng lại đó, hắn ta làm clip á, làm clip trên YouTube và trên Facebook để phỉ báng và bôi nhọ các ngành các cấp lực lượng công an và cảnh sát giao thông, để chi, để hòng làm mất uy tín cảnh sát giao thông và công an với nhân dân. Đó, rất là nguy hiểm với tên Lê Chí Thành này. Thì chiều ngày 14 tháng 4 2021, Nhiên đọc trên tờ báo mới đó, đầu giờ chiều ngày 14 tháng 4 2021, bắt tạm giam Lê Chí Thành. Ông Lê Chí Thành, một YouTuber nổi tiếng, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Đầu giờ chiều ngày 14 tháng 4, một nguồn tin cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam Lê Chí Thành. Một nguồn tin Lê Chí Thành đã bị bắt để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Lê Chí Thành 38 tuổi, đại quý Lê Chí Thành công an, từng công tác tại trại giam D30D trại Thủ Đức ở Bình Thuận. Sau đó Thành chuyển công tác qua trại giam Xuân Lộc tháng 7 2020. Thành bị tước danh hiệu công an nhân dân. Sau đó Lê Chí Thành được mạng xã hội một chú ý đến khi thường xuyên quay trên YouTuber mạng xã hội Facebook về việc giám sát cảnh sát giao thông. Hỏi anh chị, một người mà tha hóa biến chất như Lê Chí Thành, đuổi khỏi ngành như vậy mà cái bọn phản động lợi dụng cái thằng này để mà bôi nhọ các ngành các cấp chúng ta, bọn phản động lưu vong nó lợi dụng tên Lê Chí Thành này đánh vào các ngành các cấp chúng ta để hòng làm lực lượng công an nhân dân của chúng ta mất uy tín với nhân dân. Đây là một mối nguy hiểm nhất. Thằng Lê Chí Thành này rất là nguy hiểm, cho nên chiều nay hắn bị bắt. Gần đây nhất ngày 20 tháng 3, khi đang làm kiểm soát trên xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, đội cảnh sát điều tra rạch chiếc phát hiện một ô tô mang biển số 54H108-21 đi vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe lại kiểm tra. Lúc này tài xế Lê Chí Thành đã xuống xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, giấy đăng ký phô tô công chứng. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã lập biên bản hành vi đối với tên Lê Chí Thành, các lỗi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, không xuất trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu, không có giấy phép đăng ký xe. Cảnh sát giao thông niêm phong và tạm giữ ô tô vi phạm. Trong quá trình xử phạt, Lê Chí Thành đã ngồi đầu xe và có nhiều yêu cầu đối với lực lượng chức năng. Thành yêu cầu cảnh sát giao thông chứng minh anh đang làm đúng thủ tục pháp lý đi, đưa hợp đồng cẩu xe ra đây coi các anh có làm đúng không. Các anh niêm phong bánh xe tôi đi, bởi sau này các anh thả vào bánh xe tôi cái gì thì ai chịu trách nhiệm. Anh chị thấy nó bôi nhọ chưa? Nó bôi nhọ luôn cả ngành cảnh sát giao thông, nó vu khống đó anh chị thấy chưa? Khi cảnh sát giao thông yêu cầu nhóm thanh niên ra ngoài khu vực cọc tiêu để lực lượng làm nhiệm vụ, thì nhóm quay clip to tiếng cho rằng cảnh sát giao thông đang lấn chiếm lòng lề đường và hỏi ai là cảnh sát giao thông làm chuyên đề nồng độ cồn tại vị trí này. Đó anh chị, hôm nay là báo mới đưa tin ngày 14 tháng 4. Anh chị, tên Lê Chí Thành
Một tên công an, đại úy công an làm trại giam Xuân Lộc rất là tha hóa biến chất. Sau đó hắn bị đuổi khỏi ngành, hắn bôi nhọ các ngành các cấp để hạ thấp uy tín, để mất lòng tin với nhân dân chúng ta. Lê Chí Thành một tên này rất là khốn nạn mất dạy, làm YouTube mà bọn phản động lưu vong, những bọn khủng bố nước ngoài nó lợi dụng Lê Chí Thành để bôi nhọ các ngành các cấp chúng ta, bôi nhọ vào đảng nhà nước chúng ta, để làm xấu đi cái hình ảnh các ngành các cấp và đảng ta với nhân dân đó. Cái bọn mà tay chân, cái bọn phản động lưu vong bên ngoài rất là khốn nạn anh chị đó. Hôm nay chiều hôm nay Nhiên đưa một thông tin mới tin cho anh chị đó, đến anh chị. Nhiên chúc anh chị buổi chiều ngày 4 tháng 4 2021 hạnh phúc vui vẻ. Chào anh chị.